Đây, các bạn nhìn cái củ sâm, cái màu sắc củ sâm nha. Cái chỗ này thì nó màu xanh 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 này. Cái chỗ này nó lại màu nó trắng trắng và vàng vàng này. Thế tại sao lại có cái sự khác nhau như vậy? Tức là củ sâm này ấy, bạn nhìn đúng không ạ? Củ sâm này sẽ làm cái thế như này này. Thì cái phần này nó nổi trên mặt đất này. Nó được ánh sáng mặt trời chiếu vào này. Cái phần này nó cũng nổi lên này. Nhưng mà cái phần này nó bị rêu đất nó mùn lên này thì nó không có ánh sáng chiếu vào. Thì với những cái chỗ nào ánh sáng chiếu vào thì củ sâm nó sẽ có màu xanh kiểu rêu mốc này, và thái cái phần này thái ra màu rất là tím. Có thể là hồng hoặc có thể là tím nhá. Còn cái cụ phần ở dưới mặt đất này nó màu trắng trắng này. Thì phần này bạn thái ra nó sẽ không tím bằng hoặc không hồng bằng. Nó sẽ hơi trắng 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 hoặc hơi vàng vàng vàng. Thường đây, xe này từ Ngọc Yêu chạy sang. Ngọc Yêu mang sâm của đồng chí Everlet sang đây cho em. Vào đây uống nước em. Đấy, ngồi đấy. Ngọc Yêu. Ngọc Yêu. Ngọc Yêu là nàng cho đỏ không em? Dạ, bị bon không? Ngay ba luôn. Hồi nãy mình ở bên đó mà, anh ở bên ngay bị bon đó mà. Dạ. Mới chạy qua đây hả? À, mới gì đấy. Bỏ vỏ sâm ra luôn đi, anh coi nào. Blade vẫn đang họp em. Đang họp em. Anh biết mày sang nhà bảo Blade gửi luôn, cùng con Sương nó gửi cho anh, gửi đi đường xe Tam Kỳ lên đây chắc mất ối thời gian. Bỏ á. Giới thiệu các bạn, đây là cái củ sâm rừng của xã Ngọc Yêu. Ôi ôi, Lết ơi, nó làm hỏng hết lá thân rồi này. Héo này thì bán ra được. Đây, cái sâm Ngọc Yêu nó khác với cái sâm bên mình này. Cái mắt sâm nó sao? Không phải sâu, cái mắt sâm của mình nó tròn đều, cái mắt sâm bên Ngọc Yêu ấy thì cái tròn hoặc cái không tròn. Nhưng kiểm tra ADN thì nó vẫn ra là sâm Ngọc Linh, nó chuẩn là sâm Ngọc Linh. Nhưng mà do cái địa chỉ địa lý khác nhau nên là nó ra cái dáng, nó ra cái đốt sâm nó có vẻ khác. Một củ hả? Một củ. Được một củ. Củ này á, củ này tầm 50 gram. Mấy giây? 50 gram. Được lửa lạ. Rừng đó à? Nhìn có rõ không Hoàng? Ừ. Đây. Rồi, quay đây. Để mình đi rửa củ sâm này nhá. Bây giờ mình rửa củ sâm này, mình bày cho các bạn cách tính tuổi củ sâm này. Ok. Đấy, bây giờ sẵn cái củ sâm rừng rất là đẹp như này thì bây giờ mình sẽ tính tuổi xem cái củ này bao nhiêu tuổi. Thì sau khi mình tính tuổi nó xong thì các bạn sẽ biết cách là tính tuổi của sâm Ngọc Linh này như nào nhá. Đây. Để tính được cái tuổi của sâm này thì mình phải căn cứ vào cái đặc tính sinh trưởng của củ sâm. Tức là hàng năm nó biến đổi làm sao ấy thì mình mới tính được tuổi của nó. Tức là thường thì tháng 1 là cây sâm nó sẽ lên cái chồi, cái mầm như này này. Cái mầm này là héo rồi. Chắc là người dân người ta tìm được không cẩn thận làm héo. Thì tháng 1 nó sẽ lên cái chồi cái mầm này. Và tầm tháng 4, tháng 6 nó sẽ ra bông và đậu quả. Có cây ra sớm, ra muộn. Đến tháng 7, tháng 9 thì cái quả nó bắt đầu chín, chuyển sang màu đỏ cam, có một chấm đen không đều với đỉnh quả. Sau đó thì đến tháng 10, 11 thì cây sâm này sẽ thường ngủ đông. Và tức là cái thân khí này nó lụi đi, nó rụng đi, nó để lại một cái mắt như này này. Và tháng 1 sang năm nó lại tiếp tục lên mầm như này. Và chu trình đó nó lặp lại hàng năm. Tuy nhiên thì cũng có những cây sâm thì nó ngủ đông 2-3 năm nó không lên mầm. Hoặc có khi có cây sâm nó không ngủ đông, nó vẫn cái mầm này sang năm nó lên tiếp cái mầm nữa. Cho nên là khi mình tính tuổi của sâm này, mình sẽ đếm cái mắt sâm, sau đó mình cộng với 3 năm. Bởi vì thường là 3 năm đầu cây sâm nó không ngủ đông nên cái thân nó không để lại mắt sâm. Hoặc nếu có ngủ để lại cái mắt ấy, thì cái thân khí này có rất là bé nên cái mắt nó rất là mờ, mình không nhận ra được. Nên là để tính tuổi này mình cứ đếm mắt và cộng thêm 3 nhé, xem củ này bao nhiêu mắt này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Hết rồi. Bạn nhìn không? Cái chỗ này này,
nó có hình như một vết sẹo này. Tức là củ sâm này nó sẽ ít nhất là 23 mắt, và tức là nó đã bị gãy một cái phần ở dưới rồi, và nó gãy lâu rồi, và cái phần gãy nó ra rễ con này này. Tức là củ sâm này ít nhất là 26 năm các bạn nhé, ít nhất là 26 năm. Và các bạn để ý nhá, khi mình đếm củ sâm này mình cứ lật này này, vì cái mắt sâm này nó làm so le rích rắc. Còn với cái mắt tam thất hoang hay là tam thất bắc sâm vũ diệp đấy, tam thất lá xẻ đấy, thì các cái mắt này nó sẽ nằm theo một cái phương, còn sâm ngọc linh là nó zigzag với nhau. Đó, đấy là một cách để mình xác định tuổi và phân biệt được sâm với tam thất. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà chỉ phân biệt bằng mắt này ấy, thì các bạn nếu mà không rành thì các bạn chỉ phân biệt được sâm với tam thất thôi, chứ không phân biệt được đâu là sâm ngọc linh, đâu là sâm lâm đồng, đâu là sâm lào, hay đâu là sâm lai châu, hoặc là sâm có nguồn gốc từ Ấn Độ, Myanmar. Các bạn không phân biệt được. Những người thực sự sành ấy, đã cầm trên tay hàng nghìn củ sâm rồi ấy, thì cầm phát là biết là củ sâm này là có phải sâm ngọc linh hay không, và củ sâm này là xuất xứ tại xã Lào, huyện Lào của tỉnh Lào, thì những người sành sẽ phân biệt được cái điều đó. Còn những người không sành thì nó khó hơn. Có rất nhiều người buôn sâm nhưng mà khi nhìn cái củ sâm này người ta cũng không biết là củ sâm này nó có xuất xứ ở đâu. Nhưng mình nhìn vào đặc thù, mình nhìn vào cái hình dạng mắt này và nhìn vào cái màu sâm này là mình biết là củ sâm này nó xuất xứ ở xã Lào của tỉnh Lào, huyện Lào, tỉnh Lào đó. Các bạn ngắm nhìn đi, củ sâm rất đẹp. Củ này xã Ngọc Yêu, huyện Tum Mơ Đông. Còn Ngọc Lây không có dáng này. Ngọc Yêu là anh làm đây, Ngọc Lái làm đây, ngay là bấm làm là Mường Hôn. Đâu, Mường Hôn đâu phải Ngọc Lây. Đây, các bạn nhìn cái củ sâm, cái màu sắc củ sâm nha. Cái chỗ này thì nó màu xanh này. Cái chỗ này nó lại màu nó trắng và vàng này. Thế tại sao lại có cái sự khác nhau như vậy? Thế là củ sâm này ấy, bạn nhìn không ạ? Củ sâm này sẽ làm cái thế như này này. Thì cái phần này nó nổi trên mặt đất này. Nó được ánh sáng mặt trời chiếu vào này. Cái phần này nó cũng nổi lên này. Nhưng mà cái phần này nó bị rêu đất nó mùn lên này thì nó không có ánh sáng chiếu vào. Thì với những cái chỗ là ánh sáng chiếu vào thì củ sâm nó sẽ có màu xanh kiểu rêu mốc này, và thái cái phần này thái ra màu rất là tím, có thể là hồng hoặc có thể là tím nhá. Còn cái cụ phần ở dưới mặt đất này nó màu trắng này, thì phần này bạn thái ra nó sẽ không tím bằng hoặc không hồng bằng, nó sẽ hơi trắng hoặc hơi vàng. Thường với sâm rừng thì nó trắng chứ nó không vàng như sâm trồng. Những cái phần nổi, đặc biệt những phần nổi mặt đất này, phần nhìn nó xanh rêu mốc như này này thì thái ra nó cực kỳ tím. Và những cái củ sâm rừng này nó rất là cứng và rất là dễ gãy. Rất là cứng, rất là dễ gãy. Và vị nó thì nó khác hẳn vị sâm trồng. Nó đắng hơn rất nhiều và nó ngọt sâu hơn, thơm hơn, sâm rượu, sâm dầm cực thơm. Đó. Củ này nó khá là ít dễ con. Rất đẹp. Đấy nhá, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và cho mình một like, một subscribe để mình chia sẻ những kiến thức thú vị về củ sâm Ngọc Linh. Bye bye. Được một thang đẹp quá. Mình vừa được mua được cái củ sâm bên kia xong thì bây giờ mình đang ở Trà Linh. Đã chuẩn bị là đi mua tiếp. Có bên cô em nó bán sâm cho mình. Đi qua cái ruộng bậc thang này đẹp quá. Quay lại cho các bạn ngắm. Nước chảy. Đây thì nước chảy lóc lách tươi tay nha. Cái xuống cái đoạn này là đoạn Trà Lam này bạn này. Mình ngọng chữ L ở đây là đó là lời ngắn nhá, chứ phải lời cao nhá. Trà Lam chưa có sâm bát. Qua cái làng này mình vừa Trà Linh đi xuống mà qua làng này xuống Trà Lam này khá đẹp đấy. Nhìn xa nước mắt đẹp lắm. Cô em mang sâm đến cho mình đang đợi trong quán nhé. Hello. Chào cô. Hello A Tỷ. Anh bảo anh đợi ở chỗ cái ấy kia. Cái container. Đúng rồi, đây. Ừ. Ra đây nhìn cơ bắp thế. Em mới về nước mà chạy xuống luôn. Nhìn cơ nhìn khỏe. Các bạn thấy không? Đang có miền Thanh Liên miền gọi là miền gì nhỉ? Miền núi gọi là cái gì nhỉ? Chả biết
gọi là gì, nhìn anh rất là vâm, rất là khỏe. Đó. Đang mang sâm bán cho mình đây. Hello. Lấy sâm cho mình. Rồi. Cũng không được nhiều, được ít thôi. Đây ngồi cho bàn này sáng này quay củ sâm cho rõ. Em mở đi. Quay chi anh? Anh quay củ sâm. Mở ra ngoài. Rồi. Xem đấy. Cổ này những người già hơn này. Ba củ đông lãng không em? Chưa. Chưa được đâu. Mấy cái củ mà nó có rễ con nhiều cái này này. Rễ con nhiều này, các bạn cho bình rượu ngâm nên nó rất là đẹp. Đấy, sâm Trà Linh chuẩn nhá. Từ người đồng bà Trà Linh. Sâm này sâm thôn 1 hả em? Sâm thôn 1 đó. Thôn 1 của nhà luôn hay là của bà con nhà? Thì cảm ơn. Đó, các bạn ngắm nhìn củ sâm đi. Vô cùng đẹp đẽ. Dễ này ngâm rượu đẹp này. Có đẹp không Hoàng Hồ? Đó. Đó. Thế hôm nay là mình may mắn mua được 2 lần. Lúc lấy là một củ sâm rừng và bây giờ thêm 3 củ sâm trồng của thôn 1 xã Trà Linh huyện Lạc Trà Linh. Củ sâm rừng hôm nay là của xã Ngọc Yêu. Xã Ngọc Yêu, huyện Tum Mơ Đông, tỉnh Con Tum. Còn bây giờ là của thôn 1 xã Trà Linh huyện Lạc Trà Linh. Của bạn Tình. Xong đã. Xong đây. Rồi. Thế nhá, chào các bạn. Bây giờ mình tắt video đây để gửi cho gia đình tiền.